สวัสดีครับซินเจ้าไงหอมในลองเด้นคูกงเวียนหลิดสือศรีสัชนาลัยเหวียนศรีสัชนาลัยตินสุโขทัยขูกเหมียนบักกัวเทลานมินวาวแซมเป็นจองเนี่ยเป็นจองก็หยิงก็ยีนะเมื่อcác bạn đi theođây là ngôi chùa Vách Nang Phaya để mình vào bên trong xem rất là đẹp đây là người Thái gọi là Lai Pun Pan hoặc là tiếng Việt của mình gọi là mô hình vôi vữa đây là ngôi chùa Vách Tráng Lóm ở khucung viên lịch sử Sĩ Sạch Chana Lai ở tỉnh Sục Khổ Thay, miền Bắc Thái Lan. Khi mình nhìn vào bên trong thì ngôi chùa này rất là đẹp. Ở dưới cái tháp có 39 con voi đứng bảo vệ ở đây xung quanh luôn. Cho nên là người ta mới đặt tên là Vắt Tráng Lóm. Tráng là con voi, lóm là xung quanh. Đây là ngôi chùa Vắt Chê Đi Chệt Thẻo.Đứng đối diện ngay ngôi chùa Vách Tráng Lóm ở công viên lịch sử Sĩ Sạch Chana Lai. Đến đây đó một có thể mướn là xe đạp đạp vào cái giá đó là chỉ có 20 bạt còn tiền để dẫn xe đạp vào đây đó là trả thêm 10 bạt hoặc là mình đi xe điện là xe điện đó là một chiếc 300 bạt hoặc là mỗi người 20 bạt vào khu công viên lịch sử này đó rất là đẹp và không gian rất là thoải mái mát mẻ nếu các bạn có dịp đến khu công viên lịch sử Sĩ Sạch Chana Lai nhớ ghé đây các bạn sẽ rất là thích